Chào cả nhà, chào các bạn. Hôm nay mình đã đến tháp Eiffel tại kinh thành hoa lệ của nước Pháp, Paris. Rất là xinh đẹp cả nhà. Khi mà mình nhìn cái ngọn tháp này thì mình cũng xao xuyến lắm. Các bạn ơi, tháp này do kiến trúc sư Georges Eiffel cùng các đồng nghiệp làm ra năm 1887, 2 năm sau, năm 1889 thì hoàn thành. Công trình này có thể nói là một biểu tượng của nước Pháp, cả nhà. Nó ra đời đánh dấu kỷ niệm 100 năm của nước Pháp. Cả nhà có biết làm sao mà nó giống như cái chữ A không? Theo một giai thoại là cái anh tài xế ảnh nói cho gia đình mình biết là bạn gái của kiến trúc sư Eiffel thì quen cái người cô này là người yêu đó, có tên đầu chữ cái là chữ A, thành ra làm theo kiến trúc hình chữ A. Cái tháp Eiffel này nằm trên Sông de Mát, cạnh dòng sông Seine, cả nhà. Cả nhà ơi, cái tháp Eiffel này dự trù đầu tiên là 300m, nhưng mà sau này có thêm cái đèn anten á, trụ anten đó cả nhà. Nhưng mà sau này có thêm trụ anten nữa thì thành là 325m. Cả nhà, hàng năm thu hút rất đông du khách đến nước Pháp cả nhà ơi, vì nó là một biểu tượng của nước Pháp. Để mình quay cho cả nhà coi, giờ này thôi mà đã đông rồi, mình tranh thủ đi sớm để không có bị đông đó cả nhà. Công trình này làm hoàn toàn bằng sắt thép đó cả nhà ơi, rất là hay luôn đó cả nhà. Ở đây có đám cưới nữa là cả nhà, cô dâu chú rể chụp nè cả nhà ơi, dễ thương chưa. Có những bức tượng nè cả nhà ơi, mình đang đi lên đó cả nhà. Đây đi cô dâu chú rể, đẹp ghê chưa, cô dâu chú rể này cả nhà. Cô dâu chú rể rất là đẹp nha cả nhà. Theo mình nghĩ chính là Việt Nam mình đó cả nhà ơi. Ui đẹp quá cả nhà. Có những cái bức tượng ở đây, đây con gái mình nhưng mà không muốn mẹ quay. Chỉ quay từ đằng sau à. Đó. Đây là niềm mơ ước lớn của mình đó cả nhà. Mong ước được lên tháp Eiffel. Bây giờ đã đến rồi. Tháp Eiffel này xây dựng từ năm 1887 đến năm 1889 thì hoàn thành kỷ niệm 100 năm cách mạng Pháp đó cả. Rất nhiều cô dâu chú rể đây nha cả nhà. Đây một cô dâu nữa. Chụp dưới ngọn tháp Eiffel cả nhà. Thấy chưa? Đấy thôi. Trời ơi, tháp Eiffel nằm trên dòng sông Seine này cả nhà. Mọc trời đang mọc lên.
Đẹp quá cả nhà ơi. Bình minh đang lên nè, đẹp quá. Rồi. Người đi xe đạp trên đường phố cả nhà. Đây là khung cảnh đường đi bên Pháp đó cả nhà. Có nhiều sắc dân, nhiều quốc tịch. Đây là thành phố du lịch, mỗi năm thu hút cả 7 triệu người khách đến đó cả nhà. À, cô dâu chú rể nữa nè cả nhà ơi. Cảnh đẹp quá cả nhà ơi. Dòng sông Sen du lịch.